Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Đại sứ Nga, Tổng thống Putin thăm Việt Nam trong tương lai gần. Sáng ngày 15 tháng 5, trong buổi chia sẻ thông tin về Liên bang Nga, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezhetko cho biết Tổng thống Putin sẽ sớm thăm Việt Nam trong thời gian sắp tới. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nga Bezhetko cho biết Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời đến thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi đại biểu hỏi về chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Nga Putin, Đại sứ Bezhetko xác nhận Tổng thống Putin sẽ đến thăm Việt Nam trong tương lai gần. Ông Bezhetko nói hiện tại ông chưa công bố được thời điểm cụ thể của chuyến thăm nhưng thông tin sẽ sớm được chia sẻ. Đại sứ Bezhetko nhấn mạnh Việt Nam, về truyền thống, chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga, quan hệ với Việt Nam có quy chế quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong buổi chia sẻ thông tin, Đại sứ Nga Bezhetko đã trình bày về các xu hướng chính trị và ngoại giao của Nga trong giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, đại diện thương mại Nga tại Việt Nam Kharinov đã giới thiệu về kinh tế Nga và hợp tác kinh tế, thương mại Nga, Việt Nam. Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa tại Hà Nội, Muraskin, đã phát biểu về hợp tác Nga, Việt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Sự kiện do Đại sứ quán Nga tại Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ở Hà Nội. Trước đó, ngày 26 tháng 3, Ban Đối ngoại Trung ương thông báo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm chính thức Việt Nam và ông Putin đã vui vẻ nhận lời. Chúng tôi là lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc. Một cuộc biểu tình bạo loạn gây rối trật tự công cộng tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Các đối tượng biểu tình thể hiện thái độ hung hãn, manh động, sử dụng những vũ khí nhằm tấn công lực lượng chức năng. Ngay lập tức, các chiến sĩ lập thành lá chắn, ban đầu thuyết phục người biểu tình hạ vũ khí, giải tán trong hòa bình. Tuy nhiên, với những đối tượng ngoan cố, lực lượng chức năng đã buộc phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng cảnh quyền để khống chế đối tượng. Và đây chỉ là một tình huống giả định mà đơn vị cảnh sát giữ gìn hòa bình số 1 đang thực hiện tại lễ ra mắt đơn vị này ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Bộ Công an vào chiều 11 tháng 11. Các chiến sĩ đã diễn tập phương án xử lý tại 3 tình huống giả định. Súng dây tử thần kết hợp bắn súng AK từ tòa nhà cao tầng được các sĩ quan biểu diễn vô cùng đẹp mắt. Đây là các hành động thường được áp dụng ở các địa hình núi cao hiểm trở. Động tác này đòi hỏi người chiến sĩ phải có bản lĩnh, kỹ thuật điều luyện làm chủ độ cao, kiểm soát tốc độ, kết hợp nổ súng, tiêu diệt các mục tiêu khác nhau. Sau khi tiếp cận mục tiêu, các chiến sĩ sẽ thực hành tình huống giả định là buộc lượng nổ công phá các lô cốt, ống cống, nhà trú ẩn của đối tượng.
Tình huống giả định được đặt ra, đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 xử lý tình huống bảo vệ đặc phái viên của Liên Hợp Quốc dự sự kiện tại thành phố A, phái bộ X bị khủng bố tấn công. Khi đơn vị triển khai đội hình sĩ quan bảo vệ đặc phái viên di chuyển vào bên trong hội trường, thì bất ngờ bị nhóm khủng bố sử dụng xe ô tô loại 16 chỗ ngồi lao vào đoàn xe bảo vệ, sử dụng quả nổ, vũ khí tấn công về phía đặc phái viên. Đây là tình huống giải cứu con tin. Một đoàn cán bộ nước ngoài vừa hạ cánh tại sân bay thì bị một nhóm 6 đối tượng được trang bị súng AK, lựu đạn, mìn khống chế bắt giữ. Chúng đòi chính quyền sở tại thả những đối tượng của chúng đang bị nhà chức trách bắt giữ. Các đối tượng sau đó đưa các con tin đến một tòa nhà cao 5 tầng. Bắn tỉa tiêu diệt khủng bố được bố trí canh gác ở tháp nước cạnh tòa nhà mục tiêu, còn các chiến sĩ từ mặt đất sẽ tiếp cận bằng các kỹ thuật như dây thừng, xào đẩy. Song quan sát không phát hiện có bom mìn và các lực lượng cảnh giới phía trong, liền ra ám hiệu các khủng bố tiếp tục áp sát mục tiêu. Các đồng chí quan sát, cán bộ chiến sĩ sử dụng kỹ thuật đẩy xào, leo dây, kỹ thuật tiếp cận tầng 3 của tòa nhà. Đây là các kỹ thuật thường được dùng để đưa lực lượng đột nhập tấn công đánh bắt đối tượng trên mục tiêu nhà cao tầng nhanh chóng, bí mật, bất ngờ. Sau khi số 1 đã tiếp cận kiểm soát toàn bộ khu vực bên trái hành lang tầng 3, nhanh chóng kết nối dây tham để các số khác vận động lên phối hợp sẵn sàng đánh bắt khủng bố khi có lệnh. Một tổ chiến sĩ sử dụng tay kích nổ nối dài để phá cửa, tạo điều kiện đột nhập vào trong. Các nhóm tổ tấn công phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển, ăn ý. Kết quả các đối tượng khủng bố bị khống chế, tất cả con tin được giải cứu an toàn. Tuy nhiên, tình huống vẫn chưa kết thúc khi nhóm khủng bố còn cài đặt một số bom mìn tự tạo. Ban chỉ huy tác chiến đã cử tổ bom mìn rà soát, khắc phục, xử lý bom mìn toàn bộ khu vực xung quanh tòa nhà. Các đồng chí đang quan sát mũi 2 dùng tay các bom mìn để di chuyển vali có chứa quả bom ra vị trí xử lý. Sau đó sử dụng súng bắn áp lực nước để phá hủy cơ cấu ngoài nổ. Súng bắn áp lực nước với vận tốc bắn lên tới 915 m/s có khả năng làm hủy hóa tất cả các cơ cấu ngoài nổ của các loại bom mìn. Gìn giữ hòa bình số 1 là lực lượng được thành lập từ các cán bộ chiến sĩ xuất sắc nhất của đơn vị tinh nhuệ thuộc Bộ Công an. Đây là đơn vị cảnh sát vũ trang gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam. Lực lượng này sẵn sàng nhận và hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế như đảm bảo, tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ, đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho cảnh sát nước sở tại, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân nước sở tại và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người.